Chú ma hôm nay có cách thẩm vấn vô cùng kỳ lạ, ngồi trên chiếc bàn xoay trong căn phòng toàn đèn nhấp nháy. Chú đang tra hỏi một tên tay sai của băng đảng gia cư gia Nhật Bản về vị trí giấu lô hàng cấm trị giá 30 tỷ won. Nắm được thông tin, ma ngay lập tức lên đường, xông thẳng vào trụ sở hét lớn, giao hàng hay ăn đòn. Mấy thằng danh con không nghe lời thế là thôi vỡ mồm hết, phút 30 giây đã nằm la liệt dưới mặt sàn. Thế nhưng chủ mưu lần này quá bá khá, anh ta vốn là đội trưởng điều tra phòng ma túy của sở. Đối đầu với hắn, chú ma gặp khá nhiều khó khăn, bị móc mắt tí nữa thì hỏng một bên pha. Máu dồn lên não, chú đấm cho đối phương gãy cả xương sườn. Mà cái thằng nó lì vẫn định chơi dao, thế là thôi bị chú ma vận sức, tung một trưởng lực theo phong cách sai hói khiến hắn bay dính cả vào tường. Dạo gần đây tại Hàn Quốc nổi lên một loại chất cấm có tên Hyper, với nguồn lợi nhuận khổng lồ nó mang lại các tổ chức tội phạm tìm đủ mọi cách để sản xuất và tuồn vào thị trường tiêu thụ. Viên cảnh sát này theo đuôi một băng nhóm không may bị phát hiện, kết quả là anh ấy đã bị đập chết một cách thương tâm, bọn chúng cuộn xác vào ly lông rồi ném xuống biển, đúng là không còn coi luật pháp ra gì. Sáng hôm sau có mấy thằng báo đời gây rối đòi tiền bảo kê, ma đang trên đường tới nhận chức tại sở cảnh sát Seoul đi ngang qua nhìn thấy. Rẽ đám đông anh ấy tiến tới cất tiếng hỏi thằng nhỏ, sao lại ra đường đánh đấm tự do thế? Thấy ông chú vừa lùn vừa mập hắn ta có vẻ khinh thường nên chửi đồng, đã thế lại còn lao đến chủ động tấn công. Ma né hết trả lại đúng một đấm mà thằng con rời xê sầm mặt mày, đám đồng bọn thấy thế liền lao vào trợ giúp, tuy nhiên cũng chẳng đến 1 phút 30, đứa nào đứa đấy nằm quay táng hết. Anh thanh niên bực mình rút dao đe dọa, nhưng với ông chú thì kể cả mày có vác kiếm ra đây. Chú ma tiếp cận hét lên cảnh báo nguy hiểm, thằng cẫn con vừa quay đầu thì ăn một đấm gục ngay tại chỗ. Cảnh sát đến nơi dọn dẹp hiện trường, thấy ma mặc áo dân thương liền định còng tay. Có điều anh ấy khỏe như con trâu mộng, kéo lê người đồng nghiệp nói nhỏ, tôi thuộc đội điều tra mở rộng. Vẫn như thường lệ anh xếp không sao vui nổi, mặc dù ma vừa lập công phá án, hết lời căn dặn cấp dưới trước mặt công chúng thì nhẹ nhàng thôi. Ma cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tính vốn cục xúc quen rồi giờ bỏ hơi khó. Anh xếp cạn lời mang ra mấy viên tăng lực vợ chuẩn bị đưa cho cấp dưới coi, như mừng cả đội, anh cẩn thận căn dặn mọi người cắn nửa viên thôi chứ đắt lắm, thế mà quay đi quay lại ma đã cho nguyên nắm vào mồm khen ngon. Đúng lúc ấy có điện thoại báo án, một phụ nữ 28 tuổi chết ở tòa nhà Gangnam. Ma đến hiện trường nắm qua tình hình, rồi nhanh chóng cho người mang nạn nhân đi xét nghiệm tử thi. Nguyên nhân cái chết không đến từ việc rơi từ lầu 8, mà tim ngừng đập trước đó do chơi ma túy quá liều, túm cái váy lại là nạn nhân sau khi chết mới bị ném ra ngoài. Manh mối dẫn tới một hộp đêm có tiếng tại thành phố, đợi xin lệnh khám xét, thì lâu lên ông chú quyết định dẫn theo đồng nghiệp tới tìm thông tin. Hộp đêm ở đây kiểm khách rất gắt gao, vậy lên ma đã nhờ cậu em xã hội ra dòng mùn dẫn vào. Len qua dòng người anh nhìn trước ngó sau, tay bảo vệ không cho lên tầng còn động tay cảnh cáo, ma bực mình tung một đấm khiến hắn bất tỉnh luôn. Nơi này đúng là thiên đường của những đối thủ, mọi giao dịch diễn ra công khai ngay cả giữa hành lang. Ma theo chân tóm được một thanh niên trong nhà vệ sinh, anh lấy túi Hyper làm bằng chứng rồi bảo đồng nghiệp gọi về trụ sở, từ giờ sẽ chính thức lục soát nơi này. Mấy dân chơi đang trong phòng kín khen đồ ngon thì bị tóm gọn, ông chú nhẹ nhàng nói, ngồi im không ăn đòn. Hai thanh niên méo hiểu chuyện gì đứng dậy bật tôm, thế là mỗi thằng một vả quay táng ngay lập tức. Tên bảo vệ khi nãy tỉnh dậy dẫn người chạy lên, tuy nhiên cũng chỉ giúp làm bệnh viện gần đó tăng dân thu tháng này. Cứ như thế ma dạo khắp cái hộp đêm, bắt từ dân chơi đến mấy thằng quản lý. Qua trích xuất camera họ đã phát hiện kẻ đi cùng nạn nhân, ma liền triệu tập tên chủ tới để hỏi thông tin. Ban đầu hắn tỏ vẻ không hợp tác, lại còn lớn giọng xin một tách cà phê. Ma ngay lập tức kêu anh em dọn phòng, máy quay vừa bị che là đã thấy tên chủ hộp đêm nằm trên bàn co giật. Ăn một vả của ma anh ta ngay lập tức ngoan như cún, khai vanh vách một nẻo không vấp chữ nào. Kẻ bán ma túy là Hàn Kiều tại Nhật, nhưng một năm qua quay về đảm nhận vị trí phân phối Hyper. Do có lợi nhuận khủng lên chủ hộp đêm nhắm mắt làm ngơ, còn về việc băng đảng với băng nhóm thì anh ta hoàn toàn không biết. Nắm được thông tin ma liền gọi Do Jong Moon đến một tụ điểm ăn chơi khác, nơi này VIP hơn nên anh ta cũng chỉ biết mà không được vào. Ma phá cửa luôn cho nó chuất, sau đó còn lôi Jong Moon vào xác minh danh tính, khiến anh chàng sợ muốn đái ra quần. Chủ nơi này là bà Dung, có cậu em trai khá số má vừa mới ra tù. Vẫn như thường lệ ma đấm trước nói chuyện tình cảm sau, hạ xong thằng em anh lục lọi khắp nơi tìm Hyper. Có được rồi mới mềm mỏng hỏi thông tin về thằng in trên giấy. Bà chủ Dung biết chẳng giấu được nên đành nói hết, tên hắn là Hiroshi có giao lưu với gia cư gia Nhật Bản, Hyper là do bọn họ tự điều chế rồi mang đến đây tiêu thụ. Phía bên kia đội trưởng đã tìm ra nơi ở của hắn và tên đồng bọn, tuy nhiên chúng đang ngáo nên việc bắt giữ có phần vất vả, vừa mở cửa vào là bọn nó chém ngay. Cũng may đi ba người nên cả đội hỗ trợ được cho nhau, đội trưởng dùng súng bắn điện để khống chế thằng điên chơi thuốc quá liều. Trên đường vận chuyển phạm nhân về trụ sở anh điện thông báo cho ma. Đang vui mừng vì hốt được mẻ lớn thì nghe rầm một cái, chiếc xe mất lái đâm vào vệ đường, một nhóm đối tượng bịt mặt đã chặn đánh để cướp hàng. Hiroshi tỉnh dậy bảo đồng bọn mang mình đi cùng, nhưng đổi lại là ăn mấy cái gậy sắt vào đầu đắp mộ luôn.
Đám này hành động vô cùng chuyên nghiệp, rời khỏi hiện trường đã có vài thợ đợi sẵn sửa xe, quần áo bao tay đốt hết không để lại bất kỳ manh mối nào. Hôm sau trong lúc Ma đang ở bệnh viện thì người của đội phòng chống ma túy tìm tới, tình cờ Dong Gu từng là cấp dưới của chú Ma trước đây. Dong Gu thông báo khẩu súng tìm được ở hiện trường là của đội trưởng, anh ấy cũng điều tra vụ Hyper và đã mất tích 3 ngày nay. Qua cuộc trò chuyện Ma biết được khá nhiều thông tin, trước đây Yakuza Nhật Bản từng hợp tác với băng cá mập trắng. Tuy nhiên đội ma túy của sở đã truy quét toàn bộ băng nhóm, tên trùm bị bỏ tù và được xác nhận đã chết trong một lần vượt ngục. Bẵng đi một thời gian thì gần đây Hyper lại được phân phối rầm rộ. Ma thấy trong vụ này có vấn đề, anh ngay lập tức đến gặp người phụ trách vụ án năm đó để hỏi thông tin. Không ai biết rằng tên đội trưởng xe ong che ôn lại là kẻ chủ mưu trong vụ giết viên cảnh sát và cướp hàng. Cuộc nói chuyện toàn mùi cà khịa, Ma không có thêm được bất kể thông tin gì. Tuy nhiên Ma có cảm giác tên này đang khó chịu điều gì đó, mà chắc chắn không phải do thấy mình đẹp trai hơn. Chuyển hướng điều tra, Ma tìm đến một thằng xã hội thâm có biệt danh Lồng Đèn, với phong cách quen thuộc là cứ chặn đầu xe nói chuyện. Tên này cũng tập tành được tí võ lên muốn lấy le với bạn gái, chạy tới chạy lui khoe mấy chiêu thức mèo cào. Ma cảnh cáo hắn không nghe liền cho một vỗ nằm im. Ma không thể tin đây lại là người tình báo cho băng cá mập trắng khét tiếng, bởi cái trình thằng này với anh mà nói thì quá phèn. Càng điều tra vụ này càng bê bối, Lồng Đèn cho biết có một tên người Nhật hay đến chỗ mình chơi đồ, tên của hắn là Tomo. Cùng lúc đó ông trùm Yakuza cử tay sát thủ của mình là Ricky truy tìm Tomo. Thì ra xe ong che ôn trước giờ đều tuồn hàng từ Yakuza để bán kiếm lời. Này hắn hẹn đối tác phía Nhật Bản giao dịch 20kg Hyper, tuy nhiên Tomo phát hiện ông trùm đã biết chuyện lên đánh bài chuồn, đồng thời cầm số hàng đó coi như tiền bảo hiểm. Sự cố xảy ra bất ngờ, xe ong che ôn đành xin thêm 2 ngày để chuẩn bị, tên chọc tóc dài ngay lập tức rót rượu tràn ly và buông lời cảnh cáo. Trước tình thế ấy, xe ong che ôn đành đích thân đi tìm Tomo để lấy lại số hàng. Vậy nhưng anh ta vẫn là đến chậm một bước, Ricky và người của mình đã tìm thấy hang ổ của Tomo và bắt đầu tàn sát. Mặt lạnh tanh tay cầm kiếm Nhật hắn nhanh chóng dọn sạch hành lang. Quả nhiên không hổ là cánh tay đắc lực của ông trùm Yakuza, Ricky không mất nhiều thời gian để hạ gục toàn bộ đối thủ, tuy nhiên Tomo đã kịp đánh bài chuồn trước đó. Lúc này chú Ma và đồng nghiệp được Lồng Đèn dẫn vào một hộp đêm, nơi đám người của Tomo thường xuyên tụ tập. Dù đã cảnh cáo trước mình là cảnh sát nhưng bọn này vẫn mướng, chú Ma đành ra tay đại khai sát giới, để chúng nó biết thế nào là cú đấm nặng tựa ngàn cân. Cái bọn không biết điều dùng dao thì còn thảm hơn nữa, bởi chú Ma sẽ khuyến mại thêm vài cú sút đầy tính răn đe. Tuy nhiên hiện tại Tomo lại đang ở khách sạn, hắn cùng tên thuộc hạ gấp rút dọn đồ bỏ trốn. Nhưng vừa ra tới hành lang đã bị Ricky cho người bao vây. Chú Ma tới khách sạn thì thấy một chiếc xe khả nghi rời khỏi tầng hầm, anh ngay lập tức bảo đồng nghiệp lùi theo chặn đầu. Chưa biết đúng sai thế nào, chú cứ đấm trước đã, thằng nào xuất hiện trước tầm mắt xác định là toang. Tomo nhân lúc hỗn loạn xuống xe bỏ chạy, Ma nhìn thấy nhưng phải hoãn một nhịp trợ giúp đồng nghiệp, anh vả một cái mà thằng con rời nghẹo cổ ra sau. Đúng lúc đó một chiếc xe lao đến, chú Ma đẩy Manri sang một bên thoát được, nhưng bản thân lại bị va chạm khá mạnh, Ricky đã thành công bắt Tomo ra khỏi khách sạn. Xe ong che ôn đến nơi thì người của đội tuần tra đã phong tỏa hiện trường, anh ta chỉ còn cách quay về tìm tung tích của tên sát thủ. Ricky tra khảo Tomo về số hàng nhưng anh ta không chịu khai, thế là hắn điên tiết rút kiếm xiên luôn một đường ngọt lị. Mất manh mối, Ma đành tìm đến tên đàn em của Tomo. Sau vài đòn gió hắn đã tiết lộ người giết cảnh sát không phải Yakuza, mà là một kẻ khác đối tác của họ. Sâu chuỗi các thông tin họ đã chốt lại được vấn đề, Tomo và người bí ẩn kia hợp tác với nhau cướp thuốc bán. Bởi vậy Yakuza đã cử Ricky sang Hàn để thanh trừng kẻ phản bội. Vấn đề mấu chốt lúc này vẫn là tìm thấy 20kg Hyper kia. Người của xe ong che ôn đến văn phòng Tomo giả soát, tuy nhiên chỉ ít phút sau Ricky đã xuất hiện, và tất nhiên anh ta đã bị giết ngay sau đó. Ichizo gọi điện cảnh báo xe ong che ôn trả lại số thuốc thì sẽ bỏ qua mọi chuyện, tuy nhiên việc đã đến nước này rồi nên anh ta muốn chơi đến cùng. Xe ong che ôn tới điểm giao dịch trong tình trạng không có hàng, tên chọc tóc dài ngay lập tức nổi giận tát anh ta chan chát. Máu chó nổi lên, xe ong che ôn bắt đầu đổ sát, riêng thằng chọc được liệt vào danh sách ưu tiên. Xích chó quấn cổ xe ong che ôn treo đối phương lên, sau đó dùng cờ le đập chan chát liên hồi. Sau cái chết của cảnh sát bên đội phòng chống mai thúy, chú Ma đã ngửi thấy mùi khả nghi, không có lý gì anh ta lại đến văn phòng của Tomo để rồi bị giết, chắc chắn cũng đang tìm số thuốc kia. Chú Ma đích thân đến dò hỏi lần nữa nhưng xe ong che ôn tránh mặt, thôi thì đành dằn mặt cấp dưới anh ta một chút rồi về. Ngày hôm sau chú Ma lại tiếp tục tha kim giang hò đi khắp nơi. Họ đến một công trình của Yakuza đã đóng cửa một thời gian. Tại đây Ma đụng mặt tên thuộc hạ của Ricky, anh dần cho chúng nó ra bã, nhưng vẫn không có thông tin gì về vị trí giấu Hyper. Trong hộc tủ Ma thấy một tấm thẻ, anh ngay lập tức xuống một con thuyền cùng tên để kiểm tra. Quả nhiên họ phát hiện đám Yakuza đã dùng nó để điều chế thuốc. Sau một hồi tìm kiếm, chú Ma đã thấy 20kg ma túy được buộc dây thừng giấu dưới nước.
Ma đến gặp lồng đèn đúng lúc anh ta đang ép giá bán cho khách con xe cả tàng. Chú ma vỗ vai bảo hạ giá kịch sàn, từ 3 triệu xuống còn 3.000 won chốt kèo. Sau đó anh cho hắn xem bài báo về vụ án năm xưa, là một người trung thành với ông trùm nên lồng đèn cay xe ong tre ôn lắm. Thấy chú ma bảo sẽ cho mình cơ hội bắt hắn thì anh ta đồng ý hợp tác luôn. Xe ong tre ôn đang cùng đồng bọn tới chỗ của Ricky, thì nhận được tin nhắn với nội dung, thanh tra đang tìm 20kg hyper phải không? Tất nhiên nói mồm thì anh ta không chịu tin, chú ma liền bắt lồng đèn chụp ảnh gửi. Xe ong tre ôn trợn tròn mắt cảm thấy mông lung như một trò đùa, hỏi điều kiện rồi nhanh chóng cho địa chỉ gặp mặt. Chú ma đắc chí chuyến này ngon rồi, gọi điện về trụ sở xin yêu cầu chi viện. Tuy nhiên xe ong tre ôn vốn đâu phải tay mơ, anh ta thay đổi kế hoạch tìm Ricky yêu cầu hợp tác. Lồng đèn mang thuốc đến điểm hẹn mà sợ són cả đái, bước vào căn phòng thì đéo mẹ nó bĩnh luôn ra quần. Cảnh sát chả thấy đâu nguyên một đám gia cư ra ngồi đợi sẵn. Nghe tiếng hét chú ma chạy vào mới nhận ra mình đã ăn thịt lừa, ngay sau đó anh bị bọn nó úp sọt cho bất tỉnh. Xe ong tre ôn bên ngoài tấn công tổ điều tra mở rộng lấy số hàng, rồi gấp rút rời đi. Ricky cũng biết mình bị xe ong tre ôn chơi đểu, hắn lệnh cho người của mình mang chú ma theo. Vừa tỉnh lại ông chú đã đi đường quyền, Ricky nói chưa hết cuộc điện thoại, quay lại đã thấy người của mình nằm la liệt. Hắn liền ra hiệu cho tên thuộc hạ Maha lên ứng chiến. Để thằng này cùng họ nên chú ma dạy dỗ cẩn thận, nhưng có điều đấm mãi mà nó chẳng chịu tỉnh ra. Đã thế lại còn trèo lên đầu lên cổ chú, thế là ma húc cho cái văng sang phòng bên nằm như đống cát. Ricky lúc này đành tự mình cầm kiếm ra tay, chú ma liền lấy túi ni lông bảo hắn bỏ vào làm tang vật. Có điều bất đồng ngôn ngữ lên Ricky không hiểu, lao đến vung kiếm chém cứ gọi là điên cuồng. Chú ma lách người né hết, tặng cho hắn cú đấm trúng mạn sườn rơi cả kiếm, sau đó tiện tay với cái thất đập cho hắn tan mặt tiền. Tuy nhiên hắn khá lì đòn vẫn còn phản kháng, chú ma chặt rơi kiếm tập 2 rồi chuyển chiến trường sang phòng bên. Ricky loạng choạng cầm ghế lao đến, chú ma thì dùng lực đấm phát cuối cùng khiến hắn bất tỉnh luôn. Không kịp nghỉ ngơi anh tiếp tục truy vết xe ong tre ôn, hắn đang cùng cấp dưới thu vén đồ đạc rời khỏi Hàn Quốc. Tuy nhiên chú ma đã xông thẳng vào trụ sở của đội phòng chống ma túy, với thằng này không nói chuyện tử tế được mà phải cho ăn đòn. Xe ong tre ôn cầm cây gậy bóng chày nước luôn chờ sẵn, đợi đối phương xuất hiện là chủ động tấn công. Xe ong tre ôn liền chuyển sang xài chiêu móc mắt, chú ma nhịn đau tung cú đấm trúng mạn sườn. Sau tiếng kêu răng rắc, xe ong tre ôn vẫn cầm được cái màn hình máy tính tấn công. Chú ma thêm lần nữa phản đòn khiến hắn trượt dài trên mặt đất, lần này thì đi nguyên một rẻ xương sườn. Cho đối phương thở chú tranh thủ tấu hề, ôm đầu bảo tôi cũng ê ẩm hết người rồi đây. Xe ong tre ôn thấy tình hình không ổn liền thương lượng, thế nhưng nghe 30 tỷ won mà mặt chú ma không biến sắc. Thôi thì hắn đành phải đánh tiếp bằng cả mạng sống, dùng con số 8 để tăng hiệu quả tấn công. Riêng chú ma thì vẫn tay không ngừng chiến, quăng quật hắn bay hết bên nọ đến bên trai. Xe ong tre ôn bị quần cho mệt lạ, với được con dao bật lên đâm bừa. Chú ma vận sức tung ra đòn cuối, một cú đấm hết lực khiến đối phương bắn thẳng vào tường. Đội trưởng vào đến nơi vẫn là còn cái nịt, có cấp dưới thế này kể cũng nhàn. Vụ án kết thúc, đội của chú ma lập được chiến công hiển hách, anh mời cả cậu em xã hội lồng đèn tới liên hoan. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.